Ngại quá, ngại quá. Em nói chuyện gì Ngọc nha, bạn bè ở đồng xoài nè, bạn bè em có còn bắt mì không, mới nói chuyện. Nhưng em chưa thấy thằng bắt mì nào giúp đỡ này. Ba mà nói kêu chị vô làm đó. Nó nói với em á, con thằng anh không có chi chi gà, con bẻ chân, nó bẻ được bẻ chân, thằng lấy gà đó, ăn một tí thì lợi ra đó. Nước ra luôn. Mà chị nói cái thằng đó vừa nói chuyện thì nó chỉ con không như anh tâm sự với em rõ chứ, nó giới thiệu cho anh vô làm mà tiền lương của anh mỗi tháng là phải đưa cho nó 400 ngàn. Trời, mà nó mượn tiền thằng nhỏ đâu kiểu đánh bài, mà nó đánh bài ăn, nó lê ta đánh bài ăn rồi đồ cho này, nó bữa đó nó thua hết tiền, nó 5 số triệu gì á, chứ nó mượn thằng này 1 triệu à, nó đánh ăn ở đâu 7-5 triệu mà nó đưa cho nhỏ 1 triệu nay cho mẹ ăn sáng. Tới xong cái nói là chúc mặt mọi người, nó nói vậy nhưng mà sau lưng nha, cái khốn nạn chưa, bọn nó nói anh làm sao, nó giúp đỡ bao nhiêu người, nó không cần đòi hỏi gì, nó nói con hàng nè, giúp đỡ cho nó nha, không có tiền, không có chỗ ở, trong khi chờ đợi có việc làm, nó bỏ tiền ra thuê làm chủ. Ngoài làm hồ sơ không có tiền đi làm hồ sơ, không có tiền đi làm gì á, anh cho hết cái khổ mà anh giúp đỡ anh tụ đấy, khi mà vào làm xong rồi bây giờ nó đối xử với anh vậy, chứ không phải mày đủ đéo người ta đã rồi sao, chứ có để ra chứ nè, thả nhiều ra cái là ta cái này ta cái kia, mẹ cửa nói gì em đặt, em đến cửa em đặt là em đi hết rồi, chưa hết rồi nó biết rồi, cửa nó em nói cho mày khác anh chết rồi. Cổ thử cái đội bổ vệ cả. Mẹ ơi, em hỏi tin cho em bất kỳ gì á, lúc nào em cắn được chứ. Đóng lên mẹ cứ cũng tán được, không chi mà hoặc có rồi đó. Chị rút thôi chị. Chị biết không, từ ở chỗ đường lộ rồi nè, chị thẳng vô tới chỗ chạy gà nha. Hôm nay chị không dám chạy luôn nữa, chị không đêm. Tụi nó đi chơi bằng taxi thôi mà, chứ không dám chạy xe. Tại vì ví dụ em đi taxi 100 ngàn cùng lại ba đứa người 30 ngàn cái máy đi cho nó an toàn không đó, bao taxi vô tới chậm rồi chị, bao taxi đi về rồi đó, mà nó không cho vô, thấy nó cứu mạng hay chưa, mà chúng ta trẻ có 20 phút có đáng gì đâu, nó là công nhân của công ty mình, là đồng nghiệp với mình mà, nó phải nó mấy đứa này nó phải làm thuê cho nó đâu chị, nó với mấy đứa này cũng là hạng làm thuê cho người ta thôi. Nó có quyền cái là gìn giữ với bảo vệ công ty đó thôi. Cái đó là cái cất gì? Đang làm sao? Không
Tại điểm khi sao bấm miếng tay rồi còn ở dưới nào? Dưng miếng tay là cũng là dưng ở qua cùng ngoài đi ngoài vào. Nhưng mà nó nói được tao điều tay hết rồi, nó biết đỏ cỏ đỏ đỏ hết rồi. Chịu như á, tụi bay á đi chơi đi rồi. Cái chuyện đó là chuyện không đúng. Nhưng mà lâu lâu đi một lần á là tao không có nói. Chưa? Nhưng mà mình đi á mình ăn mình ngủ là mình làm con gái mà. Nó có bổ ích gì cho mày á? Mang tay tiếp thêm thôi. Đi mình biết ví dụ như 11 giờ người ta không cho vô hoặc là 10 giờ người ta không cho vô thì tiếp thì đi tranh thủ lôi đầu đi. Đó, đi về để em đi 15-20 phút mà không ngon không sao. Tao nói thiệt, ví dụ như cái thằng Nam nó không cho vô, nó làm như vậy còn đúng. Nhưng mà tao cắt móc nó đi một cái như vậy. Mày á, cái thằng Nam nó chỉ là cái mặt hay là nước ở trong nó. Nhưng mà cứ xử tệ lại cái tụi bay vậy, tao phải không phải không mình nghĩ. Dù sao cũng nhớ tình nào một chút. Đó, nhưng mà bản thân mày á, phải làm đúng cái việc của mày. Nên mày không cần phải sợ ai hết. Đi làm không cần phải nhìn sắc mặt của ai hết, thằng nào con nào hết. Chỉ là mình làm tròn trách nhiệm của mình, làm đúng công việc của mình là được. Với lại một phần nữa, bản thân con là con gái. Không nên đi đêm đi khuya như vậy, đi sớm gì trẻ như vậy. Đó. Muốn gì, trước khi đi, phải nói với người ta. Dù người ta chỉ làm thằng bảo vệ có quyền gì nhưng mà mình phải nói với người ta. Đó, đi về cũng vậy nữa. Năng nỉ, anh ấy thông cảm đi, lần này em không đi nữa hoặc là như sao thế nào. Tự nhiên cái bao xe đi ra ngoài ngủ bờ, ngủ bụi. Tại sao là không để cho hai đứa nó ngủ lại đi, mày về nhà mày ngủ đi. Mày có thể là chia sẻ với mẹ mày được không? Không lẽ tao cắm cản tao giết mày? Nếu mẹ con đi xin nhật gì, dễ dễ gì đó. Chẳng có lương gì đó. Mà đi chơi như thế, mẹ chọn cái ba ăn đâu vô, rồi con về nhà con nghỉ. Nên được cái ai gặp lại, nó đứt tiếng em luôn động. Đây cũng tại bản thân mày thôi. Con hàng nó nhắn tin cho tao vậy, tao đọc, con xin lỗi. Còn bản mặt cái mặt của mày thì sao? Còn là mày ngang, mày bước với tao không? Dĩ nhiên mày là con tao, tao phải tin tưởng mày rồi. Nhưng mà trước khi xét có người khác, mày phải nhìn lại bản thân mình một chút. Bây giờ mày làm thì mày cứ yên tâm mà mày làm. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời của mày. Lúc đó tới khi mà tao có những sự giải quyết gì á, mày đừng trách tao là tại sao. Mày có hỏi tao tại sao thì mà tao phải làm như vậy. Cưới mày. Nghe không? Tao chỉ nói vậy thôi. Mày đủ lớn để suy nghĩ những gì tao nói rồi. Em nói nhỏ nói nhẹ xong
lần thứ ba đi mẫu lên chị mò đã đánh lóc bóc len keng này còn ca khổ nữa, mò trong khi trong nghĩa phòng nó ai cũng còn chèn lên ta cũng hoàng nè, mà ta cũng nhắn nói nghe nó thì im điên lên em nhỏ kia hai đứa một công ty có túi co cao co to cao hơn em nữa kìa, em nói bây giờ bây giờ ta nói một người cuối cùng muốn nhậu nhậu im căng đi một lời thôi, của nhà nếu không á thì biến khỏi đây đi nhậu ở ngoài đường chưa. Cái đầu em kêu chủ nhà mà chủ nhà nó ở đâu á, có đâu ở chỗ đó đâu, chủ nhà nó bây giờ em cho chị cho có chỗ ăn mình nè, em gọi tới đi, em gọi tới chứ đâu có rảnh để mà đi nhà trọ mà giải quyết thân là thật sự đó, là có gì không thả chúng ta đánh nhau thì tôi có liên quan. Thế rồi họ nửa tiếng anh tới đi cho chị hỏi thả này, tôi qua nó em bực quá chị, em điện cho chủ nhà nó trời an ninh trật tự nó chuyện gì kỳ vậy, khu dân phố nó chuyện kỳ vậy, em cũng không biết tên chị mà bây giờ nó vẫn nói nóng nóng khen khen là bài chủ nhà điện có ai có bả đâu điện được đâu, tắt máy hết, nó ngồi nhậu có nóng nóng khen khen nóng nóng khen khen cái mặt hồng ngủ với con kia đến giờ em hay bùi á là áo 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 luôn lo lộ, nó bây giờ sao mà nó hú ba đứa sáng nó giao cho mày cùng hai thằng trai để tao hả thì nó ừ được ok hai đứa em đi vô chứ bây giờ sao, hai thằng nó ngồi đó em nhìn vô cái nồi lỗ em đi vô là mình muốn đánh nhau là mình phải nhìn cái thế này em rồi em nhìn sơ qua hết trơn nha, là em thấy bên đây nè có cây cây để mà chống cái cửa sổ là khoảng cửa này bắt đầu em nhìn cái thế này em nói nè bây giờ tụi mày sao, tao nói nhiều lần lắm rồi, của tao là như đi làm hay là muốn chút ở lại dân ăn mà tại dân kia bên kia ôm mà chị đó, tao nói rồi tụi bay là cứ vậy hoài mày đến cả xóm mình trọ này nó thì còn ai cũng bật đèn lên hết, mỗi thằng mày đi ra rồi coi mày phải giữ trật tự chứ, tao điện cho chủ nhà ấy giờ chủ nhà nó ở xa quá nên đem công việc gì, nhưng mà ngày mai chủ nhà xuống chứ không hay tụi bay em gì kia mày thấy đứng lộn mà họ con trai ấy nha, ngu mấy mấy cái nồi lẩu, cá cái nồi lẩu đấy, chăn luôn hai đứa ngồi nó trồi nó khoảng cái gì tập tập chục cái cây phan liền, phan hai và thằng phan phan quá trời hai nhỏ gái ở nhà vô em, mất con nhỏ kia là nảy nó răng, còn con tiền với con kia hai đứa mẹ sợ hai con kia, nó đánh đâu được đâu, rồi giọng cho hai cái vú đó là mấy đứa con nó chết, mà mấy đứa là nhỏ nhỏ xíu à, đó em bút hai thằng trai bỏ chạy. Ừ. Mở cái con kia chảy máu đó là nó làm đẹp hả? Mũi cắn con này cái nọ nó đâu có dám đánh nhau. Đánh vô cái miệng là nó la em không? Đồ cả quần đỏ xuống lại vào đầu lúc đó là mấy thằng trực tự tới. Em báo cho nó là nửa tiếng nữa tới đi em hậu đã cho nó hốt mà nửa tiếng nữa nó tới thì à. Nó gọi là nó hốt lên xe hết. Nó không hỏi gì hết. Hốt lên xe hết là hai thằng đó là nó bắt được ở ngoài cổng á. Là dồn lên xe hết là nó nhốt ở phòng đầu nó cũng nhốt em ở phòng. Ờ, mấy đứa kia nó khai sao em biết để em muốn trình bày như vậy mà em chưa có trình bày gì hết nha, đứa thằng kia nó cũng nạn lắm nha, nó cầm cây ba chắc vô nó lấy cây ba chắc á thì em đang ngồi ghế trên bàn nó làm điện thoại với giấy tờ vậy nè, em ngồi đó cái nó lấy cái viết á cái lệnh giấy đập xuống em buồn ngủ mà em mệt mỏi nó chuyện cái bàn cái này là nó kêu viết bản tường trình vô đi, cái đó nó cắm cái cây ba chắc lên nè. À, mày làm nghề gì ở đâu, cái em không trả lời gì hết, nói là anh ghi đi tôi đọc cho tại tôi không biết chữ đó là biết ờ đó tao biết, cái nó kêu gì mẹ con này nói nè anh nói chuyện nào là nha, anh là làm công an chắc nhà nước là cô chuyên khu phố là anh nói chuyện với dân chuyện đó hả, cũng có là mẹ ai vậy cô nói thiệt không, cô chưa mất gì công nhân nha, chị có nói cái giọng chó lên tôi á, kêu mày nói ai vậy, nói tao nói mày á thằng kia ù nó lấy cái chắc nó hút hai cái cái chắc tôi luôn không á, chưa đi sao cái tôi nói vậy á, kêu bây giờ tao lỡ rồi thì thôi mày giết gì thôi, mày làm nghề gì ở đâu, kêu tao làm kỹ được không, mày mẹ mày bắt tao mày mời tao lên đây mày hỏi sự việc như thế nào, tao đánh nhau mày thấy đó mày hỏi tao sự việc như thế nào, thế nào mày nói đi, tôi chỉ hỏi tao làm nghề gì, tao làm nghỉ được không,
Có làm gì thì cha thôi chứ. Có đỡ kêu mày ăn nó kiểu gì vậy? Bút tay cây phải chắc tôi rồi đem cho ảnh cái bàn này không hót luôn luôn giữa rất nhiều ở hiện tại rồi. Đè lên được đó. Nguyên tắc cái bút nó rồi nó nhảy lên bỏ chạy rồi em nhục phải chắc vô cái chúng đi kiếm á. Bể ra. Có đồ hai ba thằng vô. Em kêu thằng nào vô là tôi biết thằng đó trong phòng này là em đập cho nó kiếm lên á. Thằng nào vô tao quên biết đó hết á. Mẹ mày nghĩ giết em thêm một